cây có nhanh to à? Ừ, to à nhỉ? Yeah. Ừ. Vẫn lớn mà. Mới ngày nào không nhỉ? Chú bảo lớn, không lớn, vẫn lớn. Vẫn lớn. Đây của chú cũng có dạp hay sao không? Dạ. Nó trắng này, dạp trắng này. Dạ. Dạp trắng ở gốc cây đây phải không? À vâng, có dạp ở trên cây nào? Ừ, có dạp ở đây. Ừ. Thế là chú không để ý ngay nhà cổng này. Thế, ừ. Cái này là phun đẫm. Nó ngấm chỗ nào nó chết, cái giống này nó xót ra là không chết. Ui ui. Tỏa quá. Đây các bác dẹp xếp, à, sáp là gì nhỉ? Dẹp sáp phải không? Cây cây này các bác gần, gần bằng lon bia rồi. Không hiểu. Ừ. Đấy, các bác để ý cái bộ chỉ là nó hút. Lỗ hút ra cây. Chưa nhìn thấy con nào hay nó bay là phun đâu bay. À có đây rồi. Ở đây như. Đây này. Đấy anh cái đấy thì anh càng nhìn càng dễ. Đây này đang hút đây này. Đúng rồi. Đúng rồi, có đây rồi. Tức là mình nhìn phải tinh. Đang hút hút đấy. Đây các bác nhìn đây này. Đấy. Không biết con đang lắng, có nhìn có rõ. Đây là con này đang ngoáy ngoáy này. Nhưng mà chắc là chết. Con phun bò tí nhá. Có hả? Chắc là chết đấy. Bò tí dễ rồi. Ừ. Con này là chích hút. Chích hút đấy. Ừ. Nó hút cái nhựa của nó. Đây là mới loáng thoáng chứ nó mà dày nó hút chết cây. Xoăn hết lá. Xoăn hết lá. Nhanh to nhỉ. Với uốn ngày nào nhỉ? Ừ, kia cây kiện xót khối và cày đào, xót khối đào, cần dài nhỉ? Cái này phun ngược lên nữa không nhỉ? Đúng rồi, chứ không vào đó là không chết đâu. Vào đó là không được đâu, phun phải phun ngược phun xuôi. Ừ, tức là phải ướt vào người của nó. Không đuổi nó là không được đâu. Ừ. Đấy, bị lật phát ra đây, thế mới tải cái đoạn đấy. Ừ. Đi một đoạn cho đây. Nhiều. Nhiều. Đây cũng bị... Đây cũng bị khô. Nhưng mà kết hợp cả dẹp sáp hả? Vâng, cả dẹp sáp, cả chỉ. Cả chỉ, cả sâu, cắn ngọt. Cả sâu, cắn ngọt. Ba loại. Này là chục hôm nữa, mấy hôm nữa là cắt được rồi đi. Em cắt ngoài 10. Hôm nay mùng 2 phải không? Toàn nữa không nhỉ? Đông 10 tháng 3 nữa. Thì tháng này tháng 2. Hôm nay 2 mấy nhỉ? 2 hôm nay 25 hay 6 không? 24. Phun được không? Đấy, phun này phun kỹ quá. Phun kỹ không được. Bộ chỉ này nó cứ phải phun cả gầm cả trên. Ừ. Không động của nó khó cho nên nó hết đấy. Em thấy nó xoăn xoăn và thấy chảy chảy vui. Chiều mai kéo máy ra đảo lốt. Chiều này nó chưa hút, chưa thấy nó hút đâu nhưng mà chưa nó mới ít. À, nó mới ít, nó mới ít. Đại khái là mình phòng. Đấy, cây bây giờ nó cắt cái hôm mình. Ừ. Nhành to, giờ là gặp mưa không nhỉ? Mưa là nó căng. Gặp mưa nó phun thì phun kỹ quá, phải ngược lên. Chứ còn phun cái này mà không đẫm không kỹ là không được. Nó phải ướt hết. Ra mà chú phun này hơi sớm. Muộn đi nữa thì tiếng nữa. Đó là gì? Nó nhanh bốc hơi. Tối, trời tối, bọn nó còn sáng rồi. Sáng phun nó nhanh, tức là phun tối thì nó cái độ cái nước nó bám được lâu chứ hiểu chưa? À, đêm nó thời tiết nó bị. Ừ. Tức là cái nước nó lâu khô ở trên cây. Thì trưa anh bảo nó bọn nó còn phun buổi sáng, trưa nắng gắt thì thế mà đây nhà nó phun sáng. Em thì... là phun sâu hay là phun sáng? Đúng rồi, phun sáng là sai. Còn phun chiều. Phun chiều. Chiều tối mát. Giờ thì tầm này đang là tối
Đấy, để cái này cũng dạ ấy đây. Dạp sẵn. Đây này. Nhưng mà bong hết rồi đây này. Bong chưa? Bong rồi. Đây là chú phun trước rồi. Phun rồi đây đây. Cạo ra nó phải đỏ lưng cơ. Ừ. Nhưng mà không thấy đỏ này nó là không phải. Trông cái lá nó có màu nhá. Được, đẹp. Tổng lúc này bao nhiêu cây? Mà em 500. 500 cây. Đều lắm các bạn, đây to lắm này. Từ hôm uốn đến hôm nay độ tháng nhỉ, đến nhỉ? Hơn rồi chứ. Hơn hơn tháng nhỉ? Ai sợ đấy em á, bây giờ là tháng 2 nhỉ? Đâu, uốn này cơ mà. Uốn rồi, mà uốn tháng 11 cơ mà. Cái này uốn tháng 11 à? À, cái này uốn tháng 11 hết. Bãi 15 ngày nữa là cắt răm được. Nhỉ. Yeah. 15 ngày nữa là cũng tốt đấy, tầm này nó mới nhanh. Ừ. Mấy ngày mưa không đẹp. Mưa là lắng lúc này nó. Có hạt mưa. Đang ẩm nhỉ. Máy là mình kéo dây à? Máy em để kia kìa. Để bờ. Nhưng mà dây dài. Dây dài. Máy phải hai người phải không? Đâu một người. Một người thì dây lằng ngoằng kéo rồi. Kéo được. Đó là mình đi xuống làm thì mình lột quay lại. Sao lại tắt đi hay là máy gì à? Đâu. Máy nó thực bắn trúng. À. Chúng bắn bơm bảng à. À tức là mình bóp thì nó mới chảy gì? Bóp thì nó mới chảy thôi. Ừ chứ không thì lại. Bóp thì nó mới chảy. Ừ. Nó thế là cái máy rửa xe. Đó, nó là cái máy rửa xe. Nó chính là cái máy rửa xe. Em cứ phun một mình em là buổi chiều là xong hơn 8 cây. Dùng máy. Cũng chỉ bằng thế, chỉ hơn tí nữa. Gọi là mất thêm ít thuốc sâu. Từ lâu nó phóng mạnh hơn. Mấy tí xăng. Dùng máy nó đậm lắm. Ừ. Nếu như sương mù nó bạt vào. Nó tung người thì con nào bám nó còn bay đi cũng như. Vậy là nó còn bay ấy. Đúng rồi, nó vì nó mạnh, tốc độ nó mạnh. Chết rồi. Đó là như bão gió cấp 5, cấp 6 ấy. Đúng chưa? Đến không? Một xa, còn em đứng núng này phun được cả hàng bay theo cấp này lộn qua là phun mông rồi. Còn gầm là mình đứng núng này mình phun được xăng. Đúng dài 1 mét. Mà đến cuối năm. Triệu cây okay. Triệu cây được hơn chứ to cho anh không trả đâu. Đây với lại từ cái hôm ấy ấy đấy, hôm nay cũng to to anh, to to gần như trông thấy nhỉ. Mất à. Ừ. Tức là đủ thức ăn em ra lại khác nhỉ, thanh ra khác không thanh nó cứ không thanh gì em. Ông nhà thanh ấy là ấy cái bơm cái ấy cái gì xanh nhỉ? Đấy là bơm man. Ừ man. Man này nó dính cây đông lắm ấy, ra làm sợ. Đấy ở đâu? Nó bám tháng đời nó không. Ừ. Không mưa là nó không hết. Ừ. Lần này là phun đại khái cái tháng là lần nhỉ? À. Hay là 15 ngày một lần? Sâu vậy? Ừ. Tháng 2 lần đó. Tháng 2 lần. Gà mỡ có nhỉ? Một bình là phun được 30 phút không? Nó mình cho chảy đẻ. Ờ vẫn to lúc hết đi. Đại khái là một xào hai bình. Mỗi bình được 50 cây. Không được. Luống này thì em đâu một xào 100 cây. Luống này thì em 60 cây. Ừ. Một luống này 60 cây dưới là một luống 80 cây. 80 cây. Trên này ngắn hơn 60 cây. Được, gọi là được xào. Hai nhấp nháng thì chẳng mấy mà bán bây giờ.
tầm này tháng 8 lại cũng thế, lại tiếp nước chè suốt đấy. Ừ. Nhà em có to bằng nhà Thanh? To hơn. To hơn, hai trông đây nó gần đấy. Hả? To hơn nhà Thanh. Ừ, dưỡng này thì này chú là đạt rồi. Đó. Đạt đó. Trước là bé hơn nữa nhỉ? Trước là em bé hơn. Đúng rồi. Trước bé hơn, đợt quay là bé hơn nhỉ? Đâu chú nhìn nó ngóc ghê lên này. Nhà Thanh hắn buộc ngọn hết này. Ngóc lên, lộn tự là ngóc đấy. Ừ. Cái lòng ngóc là mình thôi. Bớt cái công thì tính vậy chết. Nhưng Thanh ấn hết rồi. Thanh ấn hết rồi. Ừ, buộc cong tớn lên, cong quá. Thanh cong quá. Cong quá xấu. Cong vừa. Cong cái này nó chỉ hơi gọi là lên. Ừ. Sau này em có làm, em chỉ làm tầm 30 phân. Hơi dướn. Hơi ướn ướn lên. Trông con đẹp. Như con tôm ấy nó mới đẹp. Ừ. Cái này nó kiểu như là con ngựa. Đúng rồi. Đấy, nó bắt được cây đào ra thị trường lắm, công lắm, tháng 2 lần. Đấy. Không có chuyện được. Bà con cứ tưởng là ngon lắm đấy. Phun. Phun phép, bỏ ra, lên ra. Cầu thuốc phi. Tháng sau cắt là có tưới. Có chứ. Lại phải tưới lần. Lần tổng hợp. Đây em nọ vừa hôm kia mới bón này. À vừa bón xong à? Đó. À thế bây là mới bón đấy. Thế bây là bón, bón sát gốc này. Ui thì em một cái rắc đấy là to này. Đã xa tí nữa. Xa xa. Là to này. Đấy. Cái đấy là chưa ăn đến đâu. Mới bón hôm trước có mưa ấy. À, ừ, trước có mưa, thế độ mấy ngày nữa nó mới ăn đến. Vâng. Còn trước là độc rắc thân gà không. Đây các bạn nhìn mỡ lây. Bây giờ mới bón thân cơ. Tổng là chú Khanh là bao nhiêu? Em nó tầm 8 trăm rưỡi. Chính xác nó 900 gọi 800 cây nhân 800 cây nhờ, cố gắng là đào lại mà đẹp với là cứ ăn triệu ăn chặt nhỉ? Triệu bán buôn cũng như triệu bán buôn ở nhà xô đi xô lại ấy. Có những ruộng sẽ là hơn triệu một tí, nhưng có ruộng thì là 900 không biết. Và nó sâu. Quả nhà gì dính bạn ấy không biết đẹp gì nhỉ? Chuẩn. Ừ, chuẩn tươi. Không, còn. Không, từ hôm nay không biết có to không? Nó to là bé hơn nhưng nó tương đương. Ngán to chứ. Ngang nhau thôi. Ừ. Nhưng mà chú cũng như anh to thật. Em trông cả, em cảm thấy đúng anh to thật. Một tháng mà trông như quả bầu. Lớn nhanh. Cảm thấy cũng nhanh to thật chứ không nói. Ví dụ xô lấy 1 triệu. Ôi, triệu. Hoa đẹp nhỉ. Hết rồi. Hết rồi. Sau này không, không đủ một luống. Không đủ, mình không đủ một luống. Về phun kỹ. Cái này bó kỹ này phải phun kỹ. Ừ. Lớp vỏ này nó cái màu nó sắc thay người Thanh là man. Man hay là man nó cặn mẹ lại chuyển màu lại màu nó xám xám nhỉ.
Ba đời em 45 em lấy 300 gói. 300 gói á? Mua ở đâu? Mua cái này mua trong Sài Gòn là ship ra. Mua bật trội. Và trội á? Mua bật trội. À, mua bật trội tôi lên đây lấy. Lên lọc. Hay là phun này nó mới thế? Không phun cái này cũng tốt mà. Nhà em năm nào năm vừa năm năm nay em lấy 300 gói. Đấy là cái cũng vừa rồi đấy. Đó. Cái đấy. Không, cái này là dẹp. Cái này là dẹp. Dẹp sát. Dẹp sát mới bật trồi. Tức là ba loại. Bốn loại. Gì đó? Sâu. À, sâu là sâu đo, sâu đục thân, quấn tổ, cắn ngọn. Tổng hợp nó có việc gì không? Chả việc gì. Đừng nó lẫn. Không. Có cái mình phun cộng vào thì nó thành đắt. Ừ. Cộng vào nó thành đắt. Đây cơ. Đấy, đọc cái gói đấy là 17 nghìn. Mua giày, giày dẹp. Đọc cái gói đấy là 17 nghìn. Gói này. Ừ. Vitaco. Thì nó thành đắt thôi. Nó không rẻ. Cái này là dẹp đấy, phải cái gì? Sâu. À, cái lúc sâu rồi. Chai chai lúc sâu. Tức xeo thì 19 nữa. Sâu thì nhận đỏ ra hả? Ừ. Sâu. Cái phun sâu này thì cộng vào thì đấy cũng là dẹp sáp, rồi cái mình cộng thêm vào. Để dẹp sáp cơ. Mỗi lần em phun loại thuốc khác, đặt trước em phun thuốc khác, lần này em phun thuốc khác. Để cho nó thay đổi. Cho nó đỡ, cho mình sợ nhờn thuốc. Ừ. Chúng ta đang phun một lần một lần. Ừ. Dòng theo hết các bình này. Chú Khanh. Ừ, ướt đấy. Ừ. Nó lại còn đánh dấu. Cứ phun lại cây vài cây. Cháy không? Alo. Cái gì cơ? Ăn phố á? Cố ở đâu? Đâu? Đây không? Đây. Ừ, đây. Tô mai mà, hôm nay 24 tháng. Mai mà. Đang phun chút sâu rồi, rong đang ngồi đây. Ai đây? Ai đây? Đó là uống nước. Bị kia ra đây uống nước lắng, người ta với ông rong đang uống nước. Rong rong. Rong cái lốc. Ừ. Ra đây. Hoan à, anh nào? Hả? Ờ ai? Ờ. Hai á? Hai thế nào nhỉ? Hai nói anh quay thì là đỉnh đối đấy. À, là gì? Ừ, hai én à. Ừ. Ăn là rủ đến cỗ gì? Hôm nay có đến cỗ không? Còn mai. Mai em dựng dạp đấy hả? À, một ngày á. Ờ. Thôi chỉ có một ngày thôi. Cái sợ một ngày nào? Có là chỉ trong ngày thôi. Tức là cỗ cưới lại gì? Cạp lại. Cạp lại. Ừ.
Tức là ăn có một bữa ấy. Ăn hai bữa, nhưng mà có là... Từng mời khách một bữa chứ hai gì? Sáng bữa chiều là xong rồi thôi. Thế là ta làm bữa được. À, chú Khanh không nhỉ? Thế nhưng mà nó khổ là còn anh em. Chẳng hết anh em chiều mới đến được chứ được. Đây là cái buông đấy. Ừ. Dẫn thùng đi. Xuống cái sâu này cũng mạnh. Đó. Sâu này mạnh. Chỗ này nó không hôi lắm vậy. Giờ nó không có cái loại thời xưa anh ạ. Loại thời xưa nó cấm rồi, cái loại đấy nó mình độc. Độc hạn. Cái này hít ấy. Bơm thì là ấy, nhưng mà mình độc hạn. Bơm sâu thì bệnh thì tốt, nhưng mà thì mình dùng độc hạn. Phải kỹ. Kỹ thì là bơm sâu, không phải bơm kỹ. Chứ bơm loáng nháng cho xong là cũng có nhận. Không ăn, không ăn thú. Nói chung là mình bơm được kỹ thì nó ngấm vào. Đúng rồi. Nó ngày nữa. Nói chung là thời gian là ví dụ 10 ngày mình bơm kỹ nó sẽ rất là linh hồn trong cây sẽ được lâu thế. Nhưng ngấm mà lá và cây này nó sẽ thời gian nó sẽ dài hơn. Bên qua thì nó lại thời gian nó lại ngắn hơn. Như vậy mà bơm quả chí này, cái ấy này, quả chí này nó sẽ gạt sát này và bơm ẩu không được. Đúng rồi. Khi bơm sâu, sâu loa thì gần nước qua nó mới chết. Em từ Tết đến giờ em mới bơm lần này lần thứ ba. Thứ ba. Trước bơm là dẹp sáp mới ấy. Dạ. Trước bơm như này. Dạ. Cũng dẹp sáp mới sâu mới lại. Sâu nó khác trước thôi. Từ Tết đến giờ mới bơm ba lần. Lần này lần thứ ba. Lần chú bơm lại hơi sớm. 4 giờ bơm thì được, 4 giờ bơm 7 giờ. Khi giờ sợ nắng đà già này sợ. Không phải là không sợ, nhưng mà tỷ lệ nó bốc hơi của cây nó nhanh hơn là phun qua lắng, chú hiểu chưa? Chứ không phải là sợ. Tầm 15 giờ bơm thì chả được bao nhiêu bình. Ừ, nhưng mà nó ngấm lâu. Chả được bao nhiêu bình. Ôi, bọn nhà vui, hôm nay nó còn bơm đến 11 giờ trưa mà bơm sáng. Đúng rồi, bơm thế cho xong lần rồi. Chiều nó bơm. Hả? Chiều tối, chiều bơm sớm. Chú Khanh không nhỉ? Vâng. Bơm phải tính. Anh bởi kể cả là tí lần cái đạn, tí sáng nó tí tốt còn tí chiều. Tí chiều tối, cái gì cũng thế. Chiều tối nó hấp thụ. Bơm nước sâu bón bụng là chiều. Ừ. Máy nước thế nhưng máy chiều tối bao giờ mai cây nó cũng khác. Nhưng máy trưa nó lóng nước lên, nó ấm, nó lóng nước. Trưa nó lóng đất. Đúng, lóng đất. Cây nó lóng. Đúng rồi. Nên là kinh nghiệm. Máy nước phải máy chiều. Đây nhà chú có dạ nó còn giữ độ ở độ mát đấy. Chứ không có dạ lòng lắm chú ạ. Nhưng mà thế này thì lần cuối năm làm đấy thì phải thử. Ừ, dạ tốt này kiểu như cái này dạ lếp à? Dạ lếp. Đấy, em cũng từ tháng 10 năm ngoại. Hì, dạ lếp của nó bền. Mà đến bây giờ nó bị gì đâu. Ừ. Thế này thì chắc năm nay chỉ thử một lần đó. Ừ. Các bác làm đào cũng phải học kỹ thuật. Học không được thừa chú Khanh thôi. Hả? Mỗi ông có một cái
sáng tác khác nhau. Truyền đạt với nhau mà không có chia khỏi được với cái ông này là cái sâu rồi thế. Còn mua thì người ta không biết là cứ thấy cây đẹp là người ta mua nhỉ. Cây đẹp đấy. To đấy các bạn, đây cái cọc đây. Cọc ông rong nắm tay này. To hơn cái cọc của ông rong đây. Đây ông rong nắm tay. Đấy cây của chú to hơn cọc. Nhanh lớn nhỉ. Tháng nữa thì. Hả? Nó có đang cái này nó đang có lực nó. Ôi nhờ. Hai dáng ở trên cái đồi ý cô nhờ. Là hai cây to này bằng này. To nhất là bằng đấy. Ở trên đồi nhà hắn chấp nhận bán lại hai rồi. Nó cũng đẹp đấy. Ừ. 800 là như thế là cũng được đấy. 800 là cũng được. Đấy bằng cây, đa số bằng cây của chú đang phun. Vâng, nhiều nhà đến ruộng không được như thế đâu. Đúng rồi, ruộng đà, thôn ấy là đây. Yên Thiện lạnh đây nha với nhỏ. Cái này là được 5 phân chưa? Hơn rồi, gần non bia đấy, cây đang chú đang phun ấy. Cái này còn to hơn cả cọc rồi này. To hơn cọc rồi. Đấy. Chưa bằng non bia được nhỉ? Chưa bằng được. Non bia to không nhỉ? 5 phân. Ừ, non bia có 5 phân hoặc nhỉ? Non bia của nó 6 phân rưỡi. 6 phân rưỡi, to lắm cô nhỉ? To. Cây này là... Nếu mà giờ đến cuối năm là hơn non bia đấy. Cái này hơn. Hả? Đây có gì? Cây đầu đàn của chú sấp xỉ gần non bia là to hơn cọc cắm ấy. Đấy các bác nhìn cọc mới lại kia kia. Cái này tầm 5 phân nữa. Bên bên đấy là của nhà ai? Đây con muốn nhìn. Con dày. Đây nó bay con, đây đây. Chắc không có nhìn được. Nó bay đấy. Ừ. Tính con bướm ấy rẻ nhỉ. Chú tắt đi cái, đấy sao. Nó đang gió chiều này. Giờ anh nhìn đây. Ừ. Như đây. Cây hôm anh quay đó. Đấy giờ nó còn đi. Con dày nó bay có. Đây có bướm. Có bướm là nó đẻ không nhỉ? Bướm là chính là sâu đấy. Thì con bướm đang bay. Nó ra sâu. Ừ. Mưa lên à. Cái này là bằng những cây năm ngoái là bán rồi cắt. Hả? Những cây năm ngoái có cây cắt là chỉ bằng được cái này, cây chỉ bằng cái này. Ừ. Nói chung là anh thì thật đúng này là sao đây ạ? Đẹp hơn năm ngoái nhỉ? Đẹp hơn nhiều. Của chú năm ngoái là bán được mấy xô mấy? Em bán xô 800. Ừ, năm ngoái chắc nhỏ. Năm ngoái bằng cái này không? Đúng, tầm này mới to hơn đấy nhưng mà mình bán non. À bán non cho món kia là. Bán luôn, ngoán. À luôn ngoán á. Ừ. Luôn ngoán hôm nay được chơi không? Chơi rồi đấy nhỉ? Ừ. Nó mấy triệu bán không? Đến lúc đấy giá cả. Hả? Không được rồi chú ạ nhỉ? Triệu là ăn được rồi. Ừ. Thanh đây, Thanh ơi. Đâu á? Quay trực tiếp phát đấy. Phát được sâu. Đi đâu á? Thăm đào ngắm đào. Ừ. Phun chưa nhà chú, phun chưa? Phun rồi á. Chào khán giả nhé.
Bà con xem kênh của Dòng Vlog nhá. Hướng dẫn là chú phun cái gì? Đang phun giạt sáp. Giạt sáp. Bọ trĩ. Trĩ. Sâu. Sâu. Ba loại phải không? Ba loại. Ừ. Đấy. Tập hợp với nhau. Đúng, đúng, chú ấy đang phun. Bác xem kênh của Dòng hộ nhé. Bà con xem chăm đào này đã được chưa? Đào to nhỉ. Bác xem kênh của Dòng hộ, kênh Dòng bằng cốc cà phê nhé. Dòng quanh vườn đào đẹp hơn. Dòng sẽ ghim tài khoản trên màn hình. Băm lên rồi. Đâu? Đây đây. À, nó ướn lên gì? Ướn lên đây. Ừ. Đâu? Đấy, ông Long vừa quay vườn đào nhà chú Khanh. Ông Long quay clip vườn đào chia sẻ cho các bác. Bác xem kênh của ông Long Vlog là ủng hộ ông Long một cốc cà phê nhé. Ông Long sẽ ghim trên tài khoản ngân hàng trên điện thoại các bạn. Ngộ đống rong quay những vườn đào xa hơn, đẹp hơn. Cảm ơn các bác nhé.